Máy thu hoạch cà phê Giaceto K3000 là một trong những dòng máy nổi bật của Giaceto, được thiết kế để thu hoạch cà phê với hiệu suất cao và tiết kiệm công lao động trong các đồn điền. K3000 được thiết kế nhỏ gọn, với trọng lượng chỉ khoảng 780 kg và chiều rộng tổng thể 3,2 m, giúp nó dễ dàng vận hành trong các đồn điền có lối đi hẹp hoặc địa hình khó khăn. Máy có thể hoạt động trên địa hình có độ dốc lên tới 30%, giúp thu hoạch cà phê ở những vùng đồi núi. Máy K3000 có hệ thống lái cho phép di chuyển nhanh và linh hoạt trong các hàng cà phê, giúp tiết kiệm thời gian khi chuyển từ hàng này sang hàng khác. Thiết kế bộ thu hoạch được tối ưu hóa với khoảng cách tối thiểu so với mặt đất là 8,2 inch, xấp xỉ 20 cm, giảm thiểu tổn thất hạt cà phê rơi xuống đất. Với trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ gọn, K3000 dễ dàng được vận chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác, đáp ứng nhu cầu thu hoạch tại nhiều đồn điền.